Ngày 7 tháng 10, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Dương Phan Quốc Minh, 27 tuổi và Phùng Quang Linh, 24 tuổi, cùng thường trú thị xã Sơn Tây, Hà Nội về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận đã cho vay tại địa bàn thành phố Đà Nẵng từ tháng 3 năm 2023 đến nay và hoạt động riêng lẻ. Các đối tượng sử dụng phương thức phát tờ rơi hoặc đăng quảng cáo cho vay để người vay liên hệ với lãi suất từ 182,5% một năm đến 268,5% một năm hoặc với nhiều gói vay từ 35 ngày đến 50 ngày và đáo hạn nhiều lần với số tiền vay thấp nhất là 5 triệu đồng một người và cao nhất là 30 triệu đồng một người. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Dương Phan Quốc Minh đã cho khoảng 90 người vay với số tiền khoảng 700 triệu đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Phùng Quang Linh cho khoảng 30 người vay, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay.